Bất ngờ, người dân chỉ hiện trường nơi tìm thấy nạn nhân sau 14 ngày vùi lấp tại làng Át, Yên Bái. Mời cả nhà mình vào video để chúng ta theo dõi khu sạt lở kinh hoàng làm 6 nhà vùi lấp, 9 người đã ra đi mãi mãi. Vâng, Thành Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại một cái hiện trường sập hoàn toàn 6 hộ gia đình tại thôn Ất Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nha cả nhà. Thì hiện tại ở cái khu vực này là có 6 hộ. Thì trong đó là có 9 người bị thiệt mạng trong cái vụ mà sạt lở này nha cả nhà. Thì Thành Trung cũng có mặt ở đây để hỏi thăm cũng như là hỗ trợ những hộ gia đình mà còn sót lại và những thân nhân của những nạn nhân đã bị vùi lấp trong cái cơn sạt lở vừa rồi nha cả nhà. Thì Thành Trung xin mời cả nhà mình di chuyển vào phía bên trong để gặp những người địa phương ở đây nha cả nhà. Thì đây nước rất là nhiều, đang còn nước rất là nhiều nha cả nhà. Ở đây có con chú đang ấy ở đây này. Rồi con chào chú. Chú đang làm gì vậy? Trời ơi. Chú đang làm gì á? Ồ, chú cho con hỏi thăm chú chút xíu. Ồ, cho con gắn cái mic con hỏi thăm chú chút xíu nha. Ồ. Thế chú là người ở đây luôn hả chú? Vâng, tôi là người ở đây đó, ông bà này đó. Vậy là nhà mình là vừa rồi là có bị thiệt hại gì không chú? Thiệt hại là mất cái nhà. Ồ, vậy là chú là cũng là coi như người bị thiệt hại ở trong đây luôn hả? Vâng, ở trong kia. Tôi là ở dưới nguồn, nhất là coi như là cứu được người nhưng mà hết của cái hết. Ồ. Căn vậy, nhà 4, 5 gian đi hết. Là một căn nhà 5 gian. Vâng. Là hôm bữa là bị như vậy là chú có ở nhà hay là cái lúc đó chú đang đi đâu? Có ở nhà, tôi hôm ấy là 1 rưỡi 2 giờ bắt đầu là cái nhà sập luôn rồi. 1 rưỡi 2 giờ sáng hay là chiều hả chú? Buổi sáng ấy. À, vậy là nhà chú ở cái khu vực nào? Khu vực ở cái còn chết ấy. Cái trái nó chú dẫn cháu vô trong nơi đó được không? Hả? Chú dẫn cháu vô trong đó được không? Được. Ồ, chà. Đi rất cẩn thận nhá, không là bị cầm đấy. Ở đây là tổng là có bao nhiêu ngôi nhà ở đây hả chú? Ở đây là mỗi nhà tôi thôi. À, trong trong cái khu tối sạt này lở là mỗi nhà tôi ở đây thôi. Trong cái khu mà sạt lở này á, là có bao nhiêu nhà? Trong sạt lở ấy có đấy là 4 nhà, 5 nhà. Nhà tôi nữa là 6 cái nhà. Còn nhà ảnh hưởng là còn mấy thằng em nữa. Tức là nó dạt xuống đến đây tầm khoảng 60 mét xuống đến đây. Ồ, 60 mét. Ờ. Đó là ngôi nhà này chú mà tôi xuống đây đấy ạ. Ờ đấy. Trời ơi, sao mà cái hiện trường mà sao mà nó ghê vậy trời. Đây, chính cái nhà của tôi ở đây là tận đây cơ mà. Đây. Đúng cái chỗ này luôn. Ồ. Nhà chú là đúng ở nơi chỗ này luôn. Chỗ này luôn. Nhà chú rộng không? Bao nhiêu mét vuông? Cái nhà 5 gian, nhà sàn 5 gian vừa làm xong. 5 gian luôn? Vâng, cái nhà bếp xây nữa. À. Nó thấy cái hiện trường nó ghê quá. Nhìn này cả nhà này. Nó giờ chỉ còn đất là đất thôi. Thế là những cái hộ mà bị thiệt hại về người ấy là nó ở cái khu vực nào hả chú?
khu vực đây. À. Đây đây đây, 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 đây thì xem mới rõ được. Dạ. Đấy. Cái đồi nó sạt, sạt từ trên xuống cơ mà. Nó nổ sau là nó sạt xuống. À. Đấy, còn cái nhà thằng em nữa là coi như là hôm ấy là nó đập xuống thẳng thì coi cũng đi. Ồ. Dạ, dạ, chú dẫn con đi lên trên nó được không chú? Ờ, thao mà. Đi, đi, chú để cho cái này, chú cái này nè. Để cho chú dẫn lên đến tận hiện trường này. Ờ. Thấy mất đang làm những cái... Ờ, đúng rồi, đang gạt đường. Đang làm sao lại cái đường đi đó? Ờ. À, đó. Trên đó là cái đường đi hả chú? Đường, làm đường đi cho dân đi mà. À, là trên đó là vẫn đang còn nhà? Cũng vẫn nhiều nhà, tầm khoảng gần 20 cái nhà đấy mà. À. Là hôm qua là đã tìm thấy một người cuối cùng rồi. Ờ, 9 người là hôm qua nữa là thằng người thứ 9 nữa là hôm qua mới thấy. Ồ. Hôm qua là một người sinh năm 9 mấy rồi là con trai đúng không chú? Ờ, đúng rồi. Dạ. Vậy là cũng yên tâm một phần nào họ ăn chứ họ. Ờ. Tìm thấy hết nạn nhân rồi đó cả nhà. Rồi, ôi, nói chứ thôi nhà. Là trước khi mà nó xảy ra cái sạt lở này á thì... chú có nghe tiếng động hay là như thế nào không? Thấy tiếng động là thấy nổ binh một phát, coi như là min nổ đấy. Ồ. Ờ, thế là cái nhà của tôi là lúc ấy là 6 người ở trên nhà, coi như là cứ thấy xuống từ từ. À, là nó xuống đây là xuống từ chứ không có xuống từ nhanh. Từ là nó đẩy cái nhà đi là... Thì tôi dậy được là coi như là cái cây là xuống, bay xuống qua được cái hết rồi. Ồ. Vậy là những cái người mà tìm thấy nằm ở khu vực nào? Đây, 8 người thấy ở đây hết. À. Ờ. Cái nhà nó ở trên kia nó bắn lên đây hết. À, là 8 người là nằm ở khu vực này. À. Còn một người là mới thấy ngày hôm qua. Hôm qua là thấy là nó đập vào cái tường vườn đi. À. Cái hôm đó là không đi thế này được đâu. À, là... Ờ, à, lún. Cái này toàn nước với đất không thôi. Mấy ngày hôm nay nó nắng nắng thế này mới đi tạm được cái này. Nói chung á, ở đây thì không có đá, à, mà chủ yếu là đất. Để chú dẫn đi lên chỗ cái hiện trường sạt lở nha cả nhà. Ờ. À. Không biết là nó đập nó là hai nhà mà là bốn nhà mất người là gần nhau luôn hả chú? Ở gần nhau mà. À. Còn hai bố con ở sát sườn nhau thế này mà. Ồ. À, đây là cái đường. Cái đường bê tông vào. À, đây là cái đường. Ở đây là cái đường bê tông đó cả nhà. À, vậy là có khi là người dân người ta khi mà nghe nổ là chạy ra đường rồi. Không chạy, à, không kịp chạy chứ thì coi như là không. Lúc 2 giờ sáng. Tức là 2 giờ ở đây. Gần hai bố con ở gần đây. À, là nó đem lên trên hết. Là 6 người rồi là 8 người là ở 8 trên người đó. Thấy ở từ đây lên cái đỉnh kia. À, dọc dọc đó ha. À. Còn còn thằng một thằng hôm qua mới lấy được là ở chỗ nào? Tối rồi, tôi là gần 6 giờ đấy. Là ở nơi chỗ nào hả chú? Trong kia cơ. Ồ, là lút mãi trong kia. Ờ. Là nó sạt quả này hay là quả nào chú? Mỗi đó. Quả đây thôi. Mỗi quả đó nó để đất xuống đây thôi đúng không? Ờ, đấy. Ủa, sao cháu nhìn thấy nó cũng đâu có to đâu mà sao thế? Nhiều đất nhỉ? Chỗ cái khối lượng đất nhiều lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Ờ. Không biết là nó ở chỗ nào về nhiều thế. Là chú nghe nổi đùng đấy. À. Chỗ à, lượng đất rất là nhiều. Nó đập một phát coi như là với cái đất này chứ. Còn cái này là đất nó đập sang thôi. À. Đấy. Đây cả nhà, đây là cái đồi mà nó nổ xuống này. Đó, cho cả nhà mình xem. Bây giờ máy cái nhà kia thì không việc gì. Ờ, tức là cái nhà thằng em này là đất nó cũng đùn xuống.
đi đi tao ta. À. Là ra ra được ba người. À. Ở đây vẫn đang còn mùi đó. Ừ. Chắc có lẽ là động vật. Động vật thôi. Nuôi bò hả chú? Một con trâu hôm nay mới múc vừa lấp rồi. À, chặt tách. Ờ. Ồ, hồi lắm. Rất là hồi luôn. Ờ. Ôi, xong còn gà vịt thì không biết tính á. À. Dê, nói chung là các kiểu nông thôn thì phải nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê thôi. Dạ. Nuôi gà. Vâng. Đúng, thằng em này. À, nhà anh đây ha. Vâng, vâng. Rồi, ôi, nó xô. Nó xô cho cái nhà sập hết xuống rồi còn đâu. Là nhà anh đây là bao nhiêu người? 5 người thì hai đứa không ở nhà. Dạ. Còn hai ông bà với đứa cháu 7 người. Cái lúc đó là mình đang ngủ hay là như thế nào anh? Lúc đó là tầm 1 rưỡi 2 giờ ấy. À. Đang ngủ. Tự nhiên thấy bùm một cái thì mở mắt ra thấy cái nhà nó xuống. Ồ. Thế là bế được đứa cháu là chạy. Ra bên kia thì không xuống được. Xong rồi đặt đứa cháu xuống xong là nhảy xuống. Nhảy xuống xong là mới quay về đón vợ nữa. À, cũng là cái lúc là chị nhà mình là ở nhà, vẫn đang ở trong nhà. Ờ, vẫn đang ở trong nhà mà, trên nhà mà. Sau là cứ nhảy xuống đón nhau là chú, may là nó luôn, may là nó cũng không bị đau. Ồ, vậy cũng ấy ha. Mà sao mà rất là may là người không bị sao. Dạ. Người thì không bị đau, không bị chết gì. Hôm bữa là cái lượng đất này nó chảy xuống là nó cái hiện tượng nó là nước và bùn đúng không chú? Nước với bùn không lúc lúc ấy là toàn nước với bùn không thôi. À. Cái này là nó đổ ấy, không phải là nó lạp nó sạt. Nó sạt từ ngoài năm đấy cơ, đây là xuống rất ít thôi. Ồ. Đây là nó nổ ở dưới lên đấy. Kỳ. Cái này nó nổ ra như là cái bóng bay luôn. À. Còn chứ... không phải là nó sạt, nếu mà nó sạt thì nó sạt xuống nó đứng thôi. À, nó tung đi. Trước khi xảy ra nổ này có hiện tượng gì bất thường không chú? Lúc đấy ban đêm chả nhìn thấy đâu. À. Nói chung là đang ngủ say mà. Thấy bụp một cái thì mở mắt ra thấy cái nhà nó đổ xuống rồi. Nó nhanh vậy luôn? Nhanh lắm. Tức là không kịp cái gì đâu, xong là bỏ được người đi thì may là người thoát chết. Lúc đó chú có chứng kiến những cái người mà người ta chạy ra con đường đó để rồi mà nó bị cuốn đi không? Không. Tức là nó nổ tung lấy cả nhà đi cơ mà. À, tức là nó hất cả nhà đi coi như là bên kia hết rồi. À. Người ở trong nhà là coi như là ở trong nhà bao nhiêu người đi chết hết. Người bên đấy. Này bên trên này nó chết hết rồi. Là ở đây là có nhà ở trên đây luôn. Đây có hai nhà. À. Chỗ kia có hai nhà nữa là bốn nhà. Là đây một nhà, dưới một nhà, đây sáu nhà. À, rồi kế nhà anh đây là một nhà. Ờ, đây, nhà đây. Đây khu này luôn. Nhà anh trai này ở dưới kia là một nhà. À. Đây ngay chỗ mình đứng đây là một nhà ha. Ừ. Là nhà này là mất hết người đúng không? Đây nhà mình đây. Đây nhà đây là nhà mất của hết người anh. Nhà này. Cái nhà này là nhà của anh này. Chỗ này. Là nó bay lên bên kia hết. Bay đi luôn. Bay đấy. Lên bên kia. Cái con với con máy hất lên trên này. Trời ơi. Là nhà đó mấy người hả chú? Nhà này là 3 người. 3 người mất hết. Này là 5 ở dưới này là 5 người cũng bay lên hết đống kia hết. À, là 8 người là bay luôn. 8 người là còn một người thì hôm qua mới tìm được thấy trên bên trên này. À là hiện trường trên này ha, mới tìm thấy chiều ngày hôm qua. Chiều hôm qua. Tất cả là 9 người chết. Thì tắt lên tôi thử nhìn thử coi là cái hiện trường ngày hôm qua thì còn ở bên này thì 8 người nhờ chú thì anh ở đây dẫn đi. Chúng ta sẽ nắm bắt rõ cái tình hình hơn. Ở đây thì cả nhà thấy là nó đổ tung. Đây, cái nhà đổ tung nó, cái nhà này là nó đem hẳn sang cái đồi bên kia, cái cỏ đấy. Ờ, à, là nguyên cả cái nhà qua bên đó luôn. Qua, wow, đi hết, đi sang bên kia hết. Ồ. Phải tầm 200 mét nó tung cái nhà đó. Ờ, đấy, cái nhà là ở chỗ này. Chỗ này, một cái chỗ kia. Một cái còn chỗ kia. Nhưng mà cái chỗ dưới cái kia nó lại bắn lên trên kia. À.
không biết nó về bay kiểu nào là. Ở chỗ này sao mà nó bay với cái hai cái ở dưới này nó bay lên sang kia. Sao bên kia cái đồi bên kia hết. Đống cỏ máy hết lên đấy. À nó chỗ cái đống cỏ. Đống lá cỏ đó. Đấy. Nó bắn khiếp thế. Nó bay lên lút, bay lên đây luôn rồi cả. Không biết là cái hiện tượng như thế nào luôn nhỉ. Ừ. Hôm sau chỗ này là thấy toàn đất với cây với nước không thôi. Ví dụ như mà nó mà sạt á là nó sạt thôi. Mọi năm nó vẫn sạt, đây là sạt bình thường. À. Đấy. Tầm khoảng độ mấy trăm khối thế này thôi. Cái này nó cả mấy ngàn khối luôn, mấy chục ngàn khối luôn nha. Ghê vậy. Chưa thấy bao giờ. Dạ nhìn này. Đây là cái hiện trường đây cả nhà. À, đây là cái chỗ chắc là đây là tâm điểm của cái vụ nổ đây. Ờ à, đúng rồi. Đây chỗ này. Đúng cái điểm này luôn. Còn thằng hôm qua thấy được cái là cái người mà ngày hôm qua thấy là phải bụi chuối trên đó hả? Ờ à, áp vào tường luôn. À. Thế là người đó là nằm ở căn nhà này à? Ờ à, nhà trên. Đằng sau nó lại văng ngang sau nó văng cho mấy người này đấy. Mà cái nhà của nó là văng lên trên kia. À, nhà văng lên trên đây. Ờ, người đó ở phía kia. Rồi, ở đây là ba người này, căn nhà đây là ba này. Ừ. Trên đó bao nhiêu? Một người. Còn là ba người là cứu được. À, ba người cứu được. Ờ. Một người trên kia. Còn ở dưới này là 5 người. Dưới này một căn nhà 5 người luôn. Hai nhà 5 người. Đây là thôn Áp Thượng xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Là cái đây là cái đồi này là mình trồng cây gì đấy anh nhỉ? Quế hả? Quế, keo, bồ đề. Quế. Dạ, mẹ nhìn thấy khá là khủng khiếp. Nguyên một cái quả đồi mà nó đẩy xuống và là cái lúc đó là ở khu vực này là nó bằng phẳng luôn hả? Cứ như thế này luôn. À nó bằng. À. Đấy, cái hôm nó nổ ra là nó là như thế luôn đó. Ồ. Bây giờ nó còn sập xuống một tí. Cái lúc đầu tiên nó xuống cái này xiêm sợ lắm. Là cái lúc đó là coi như cả nhà là coi như thấy đất xuống là chạy, mình chạy luôn hả? Không kịp chạy chứ, lấy cả nhà đi. Không, hôm sau mới thấy đi moi được người mà. Người chết hết đó, nhà này. Có ba người coi chết hết. Là nó cứu được một người. Nó bê lên cái nhà bên kia. Nó đồng về mới. Thấy ba bà cháu nhưng mà chỉ cứu được có một thôi. Còn hai là nó kéo không ra được. Nó lấy lên đấy xong nó khao bên kia. Mấy anh em mấy người hỏi. Là cứu hai bà cháu thì là cái lúc tầm khoảng độ mấy phút là kia này. Là cái lúc đó là hơn 2 giờ sáng đấy. Thế em thấy là ở đây thấy là cái như núi đồi nó cũng khá là thấp chứ cũng không phải là cao. Oh, thấy khá là thấp mà sao mà cái như nó sạt được vậy thì cái như cũng không hiểu nổi luôn. Ở đây khu vực này là dưới là trồng lúa này, dưới trồng lúa cả nhà. Ngày hôm qua là cũng là ngang bằng cái này là tìm kiếm mình làm nhà chú bây giờ là cũng là ngày 15 ngày mới tìm cho ở nhà anh em. À. Vâng. Bây giờ không có nhà ở nữa, anh em cho ở là coi như là bây giờ đi ở nhờ tạm. Thì ngày hôm qua là mới bắt đầu cho chó nghiệp vụ vô đúng không à? Sớm hôm qua 5 giờ nó đem vào rồi. 5 giờ đem vào. Là 14 ngày trước đó là chưa có chó nghiệp vụ đúng không ạ? Mỗi người mỗi máy tìm. À. Đấy, bây giờ đi đấy xem mà. Dạ. Thì bây giờ là hiện tại bây giờ là họ đang thông đường chứ họ cũng đâu có làm tìm kiếm ở tại đủ người rồi. Bây giờ thông đường rồi. Dạ. Giờ là làm cho đường để cho di chuyển vào phía bên trong. Ở cái đường này vô phía bên trong là còn đông nhà dân không hả bác? Tầm khoảng độ 20-30 nhà nữa đấy. À. Đấy cứ lên đây đến chỗ liên quan thì lấy được rồi đấy. À. Dạ. Dạ. Mấy mốc này là bây giờ là nó đang thông đường thôi. Ừ.
Dạ. Cái người bây giờ nó không đường cho này, không đường cho dân. Đồ, cái lượng đất nó xuống rất là nhiều, thôi cửa dắp rồi đi trên đất ấy. Đi dắp là cái này nó trượt. Chỗ này là chỗ này là kiểu là đúng cái đúng cái chỗ mà nó nổ ra đấy, đúng không? Chà. Đây là nó tự nhiên nó nổ ra như cái bóng luôn. Nổ ra như cái bóng luôn. Không biết nó nổ thế nào mà anh nhìn chắc để sau không thường thế bao giờ. Rồi chỗ này là một cái nhà đấy. Cái chỗ vũ nước ấy à. Tôi hôm qua là thấy ở đấy nó ép vào với nơi chỗ cái vùng nước đó tức là lúc ấy chưa có nước đâu, nên là hôm qua nó móc ra thì thấy ở đấy là nằm sâu không hả bác? Sâu tầm khoảng độ 7-8 mét gì đấy. Mấy đây hả chú? Cái vũng nước đấy 7-8 mét hả? Đấy dưới cái bóng kìa. Ngay chỗ này đó. Ngay bọc bóng xanh hả? Cái chỗ bóng điện chú ấy. Là cái cầu bắc ngang qua đó. Nơi cầu bắc ngang qua nè, nơi chỗ sát, nơi chỗ ấy nè. Dạ, nhà mãi chỗ dưới đây mà văng lên đó. Đấy, cái nhà ở đây là nó văng lên. Cái nhà xây nhà bếp của nó còn văng lên gần cái ao bên kia cơ mà. Văng đến cái ao bên kia luôn. Đấy, cái gạch ở trên kia này. Ồ. Khiếp nhỉ. Quá khủng khiếp luôn. Đây là cái đường đây cả nhà. Là ngày hôm qua là máy múc tìm thấy. Vâng. Là hình như là bữa nay hình như là đang làm ma ở đúng rồi đúng rồi, hôm nay làm ma đó. Cái lúc cháu đi ngang qua là cháu đang thấy làm ma. Đấy đó. Thế đấy là nhà anh trai của nó. Ngoài cái đường mà các cháu đi vô đây nó đúng rồi. Đúng rồi. Cháu thấy có hai đám mà. Hai đám hay một đám? Một đám rồi. Là những người mà bị nạn ở đây thì an táng ở khu nào? Khu ở cũng trong ắt thường thôi. Là vô cái bãi chôn chung hay là đất nhà ai người chôn? Nó cũng đất của gia đình nữa, cho đời của gia đình thôi. Nhà anh là không có thiệt hại gì về người đúng không? Là không có bị đổ cái nhà đó không? Cái ao này lúc đầu tiên cao lắm chứ không phải là bằng thế này đâu. Cái ao nhập bên trên ấy sâu mà được cao, tức là cái đường nó từ cái nền nhà sang cơ mà. Bung đất lên trên trời cả nhà có thể nhìn thấy là cái khúc mà ở trên YouTube hay là trên mạng xã hội mà nó nổ tung đó là không phải ở đây nha cả nhà. Cái khúc đó là nó ở đâu chú nhỉ, ở làng nào chú nhỉ? Không biết là lại nói làng nào nhỉ? Làng Lù hay sao đấy? Không phải. Cái mà nổ tung lên trời mà có ba nhà mất ở trong Lào Cai, mình ở trong Yên Bái mình luôn nè. Đấy là màn Lào Cai. Lào Cai á. Đấy. Chứ không phải là cái nổ tung là cái vụ đó ở đây không, cả nhà. Không. Cái vụ này là ban đêm thôi. Ban đêm không quay được đâu ha. Không quay được. Đi thì đấy rồi thôi, ta xuống đây, xuống coi như ấy ta liên hệ với trưởng thôn. Thì hôm nay thì bọn cháu thứ nhất cũng đến đây thì thăm những cái hộ mà bị thiệt hại. Cái thứ hai cũng muốn là hỗ trợ những gia đình mà bị thiệt hại trong cái cơn sạt lở vừa rồi ở thôn mình. Vâng. Dạ.
thấy ở đây thì vô thấy thì thấy tang thương quá. Những hộ gia đình mà còn sót lại thì chắc có lẽ là cũng không ở đây được nữa ha. Bây giờ là cũng phải di dời hết rồi. Dạ. Bây giờ là cũng di dời hết rồi. Đây, 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 ta đi xuống chút đây. Ờ? Đi xuống thử coi xem nhà anh coi như thế nào này. Nhìn thấy cái lượng đất mà nó xuống mà coi như thấy nó khủng khiếp luôn. Gì đây? Cái gì vậy? Mấy thuốc lừa đó, không phải máu. Không ha. Máu mà giờ vậy thì máu mà giờ nó đông vậy thì là cái nước này là nước ở suối nó xuống hả? Ở nước ở ao, ở nước ngầm mà. À. Bây giờ tập trung là nó xuống đây mới thấy nhiều thôi. Nước cái dòng nước này là nó ở bên này. À, là có cái suối ha. Cái cồn đất này là nó là cái cồn đất nguyên ngày xưa. Ừ. Ở đây đó. À. Còn cái đống trước mặt đây là nó ở trên đồi xuống. Cái đống này hả? Ờ, cái đống này là nó ở trên đồi xuống. Cái đống cao cao trước mặt mình là trên đồi xuống hả? Mà sao cỏ kiếc mà nó vẫn đang xanh vậy? Hay là nó ùn xuống nguyên chi vậy luôn? Đấy, đúng. Cả cái gốc cây xuống vậy luôn vậy hả? Ờ. Cái gốc cây này là đốn hạ chứ chú. Cái gốc cây này là đốn cho hai mình mấy cây ạ? Cái này vừa chặt hết mà. Ờ. Nó đốn xuống y hệt thế này luôn. Ồ, nó đốn xuống y hệt vậy luôn. Phải như một dòng sông nó trôi xuống rồi. Rồi, ôi, đây nè. Đây là cho cả nhà mình xem này. Đây là cái nguyên ở trên đồi nó đẩy xuống là thành một cái cồn đất như vậy, nên là cây cối này. Chỗ này là chỗ bằng chứ không phải là đồi thế này đâu. À. Cái này trước nó thấp ở trên dưới kia mà. Bằng kia. Ồ. Đây đây, vô nhà anh đây, vô nhà anh em xem nào. Còn nó ghê gớm cỡ nào nè. Chà, không thể tưởng tượng nổi cả nhà. Không thấy bao giờ. Không thấy bao giờ. Ừ. Ở làng Nũ thì coi như ở nó từ trên cao nó chảy xuống thì mình không nói. À. Còn ở đây là cái quả đồi mà nó nổ ra vậy thì mình mới thấy là nó lạ. Đây là nó là nổ ở dưới đáy lên. Nổ dưới đáy lên. À. Không phải là nó sạt. À. À, mọi năm nó sạt cũng rất bình thường thôi. À, là mọi năm là nó vẫn có sạt. À, có sạt nhưng mà sạt rất ít, tỷ lệ rất ít thôi. Cái này là cái nó đẩy ở dưới lên nó. Chà. Tan tành luôn chứ. Ờ. Đây, may đây, là ta, người ta đi vô trong đó chứ. Đây, vô trong đó đây. Vô trong đó ta con. Ô cha mẹ ơi, con cút có vào được không? Chắc là chưa đổ đâu, mình vô nó vẫn in ổn. Ờ, cái này bên này là bếp. Dạ là mình đi từ bữa đến giờ là mình ở chỗ nào? Đi ở ngoài thị trấn. À, là có nhà ngoài thị trấn. À, ở nhà con gái ha. Trời ơi, đơn xem mà. Trời ơi, chào, nó gãy luôn cột luôn này. Không biết vô đây nó có đổ không? Dạ là hôm bữa anh chạy đường nào? Đấy, ra cái cửa này. Đâu? Ra cái cửa này nó tụt đây, xuống theo cột đấy. À, nhảy giống chỗ nào?
À, cũng là à, nhảy xuống chỗ này. Cái sàn bằng những cái tấm vách như thế này giống như là nổ luôn. Nhảy xuống đấy. Nhưng mà cái lúc đấy là cái đống đất này nó chưa có. À. Đống đất này nó còn à, nhà này mỗi cái đống đất kia nó còn nước không? Ừ. Nhà này cái cột nó đẩy này. Nó sâu đổ cái cột này thoát. Nát hết. Thì cái này may là nó có cái tường bên này. Đấy, nó bây giờ nó kê lên cái tường bên này. À, đúng rồi. Nếu mà không có cái tường bên này. May mà có cái tường bên này nè. Đây là như kiểu ao cá ha. Ồ, cái ao cá, cái tường cái ao cá này. Là đảm bảo là nó đổ đúng. Căn nhà này là chú xây bao nhiêu năm rồi? À, làm bao nhiêu năm rồi? À. 92. À, gỗ toàn gỗ chắc không ấy, đúng không? Nhìn nó gãy hết ra luôn này. Đây có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cái máy múc về nó múc xuống rồi. À, là đưa máy múc về là mình dập xuống để mình dập xuống thì mới dỡ ra được. Dỡ ra rồi đưa cái cỏ dỡ ra xong rồi đốt đi. Cái gì mà xài được thì mình xài. Mình có tận dụng lại để mình làm nhà mới không? Bây giờ thì rất có. Cắt ra xong là đóng vào để đấy thôi. À. Để đấy để lúc nào làm được thì mình làm. Mình làm được thì lấy được cây nào thì lấy. À. Mà bây giờ bỏ khí. Đúng rồi. Cái gỗ đây. Cái gỗ thì lên gì nữa. Bây giờ cắt ra. À. Vì nó xé hết, mọng mấy cái xé hết rồi mà. Đây tất cả các mộng mình xé hết rồi nè. Chả lấy được cái gì nữa. Cái này chưa toàn xoan rồi. Dạ. Xoan hả? Cây xoan hả? Nhưng mà kiểu là mình bêu lên này nhìn nó đẹp quá. Cái màn còn nguyên chi ở đây. Chứ cái màn á, không ra cái màn. Thấy bục một cái thì mở mắt ra thấy nó xuống thế này rồi. À. May nó còn trống ở chỗ này. Ồ. Xuống bên này nhưng mà không xuống được. Bóp lại là cái này còn cái bể cá là nó còn mấy chỗ này nó còn trống rồi còn ra đây được. Hôm bữa mình thấy con căn nhà mình có rung lắc nhiều không chú? Thấy bùm một cái thì mở mắt ra thấy nó xuống ra. Có rung đất rung nhà gì không? Không rung đâu. Không gì hết. Dừng nó nổ ở trên kia mà nó có nổ ở đâu ở nhà mình đâu? Là khi mà nó đùn xuống. Đó, nó đùn xuống đây. Tiếng động của nó lớn không chú khi mà nó đùn xuống á? Lớn lắm. Cũng như quả bom. À. Đất nhỏ nhất đấy. Tự nhiên ở trên trời như là ở trên trời sập xuống. Nó nhanh lắm. Còn nhà chú kia thì là đổ là cũng sập hết và thoát người đúng không chú? Là nhà chú ở dưới cùng kia đúng không? Đúng rồi. Nhà bác. Thôi đi ra đây. Nó nghiêng nó nứt nó ẹt thế rồi phải sao? Ra nó sập một sập nó đè cái gỗ nó đè đó. Nhà này giờ chỉ cần lắc nhẹ cái là nó đổ đấy. Nhà là lại phải kêu cứu hộ đây con đi ra luôn. Vào đây. Nó cái này là có kêu cái đó được. Không chơi nó được đâu. Đừng có giỡn. Dạ. Bây giờ nó xuống bất cứ lúc nào mình không biết được. Vâng. Nó gãy hết ba cái cây cột. Nói chung là đất cát thì giờ này nó không xuống nữa đâu, nhưng mà cái nhà này sợ nó ấy. Mình đi nó lắc. Đây nếu mà lợp gói là không xuống rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mình đây. Lá cọ nó nhẹ. Thôi đi, ta đi. Đi ra đây. Đầy ấy quá. Cây cối ghê quá. Có thể thấy là 8 hộ, 6 hộ mất hoàn toàn và mất cả người nữa cả nhà. Còn 2 hộ. Thôi đi. Đi đường này luôn. Dạ, đi đường này luôn hả? À, ra cái nhà kia đúng không? Tìm hết được rồi nha, cả nhà 9 người ở đây tìm hết rồi nha. Họ cũng đã lo xong hết các thủ tục. Cùng một phát coi anh kia luôn. Đồ cái lượng đất này, cái lượng đất nó đùn về đây nè. Ở đây thì nó là không có đất nhão nha. Đây là qua là ở trước đây và nó đẩy xuống đây hết. À. Ở làng nổ là nước nó dồn đấy nhỉ. Đây chắc là đất ở đây giờ đất nó nổ lên thôi. Làng nổ là cho nước. Chà nó dồn này. Đây làng nổ như thế này. Làng nổ là giờ là thành chỉ một cái bãi đá không mà.
chà, nhà mình mãi dưới tút dưới kia mà nó đẩy bằng luôn đó hả? Bây giờ xem như là cội kế thỏa đôi ấy. Trời, mai mà đi ở đây là nó đỡ này. Cái này cũng chưa biết được là nó đẩy đi đi lúc nào. Chắc là không đẩy ra đâu bác ạ. À, tìm tài nó đến với làng ta như vậy là đủ rồi. Là nhà anh đây đó hả? Vâng. À, nhà anh đây cũng may, không vì cái gì. Đằng sau nó cũng sạt đó chứ. À, đằng sau sạt xíu à. À, nhưng mà bây giờ cả đôi nó treo đằng sau này, đâu dám vào đâu. Không dám ở. Cũng không dám ở luôn. Trời, đây anh làm cái nhà kiên cố quá à. Là cái nhà của anh đây rất là kiên cố rồi cả nhà. Nhà ở dưới là nhà kiểu làm bê tông nhưng mà lại cũng làm như kiểu nhà sàn. Trên thì lợp bờ rô. Vậy là mình cũng không dám ở đây nữa luôn. Từ tối hôm đấy là đi luôn đấy. Từ tối hôm đó là mình cũng đi luôn. Là đồ đạc là mình dọn đi chưa? Hay là đồ đạc là vẫn để nguyên? Cái nào quan trọng dọn rồi, mấy cái úp cũ thì mình không dọn được thì bỏ đây. À. Bỏ lại. Bây giờ cái quả đồi này nó còn treo lơ lửng này làm sao dám ở? Chẳng thà ví dụ như là nó không xảy ra đúng không? Thì mình đỡ suy nghĩ ha. Nó không xảy ra cái vụ này thì nó không sao. Ờ. Giờ nguyên cả mấy quả đồi nó treo lơ lửng ở trên nóc nhà đây thì cái nhe. Thôi giờ đi đi ra ngoài ủy bạ đi ra ngoài cái nhà văn hóa. Vâng, để thông báo cho trưởng thôn để hỗ trợ cho những nhà mà thiệt hại ở đây nha cả nhà. Thì Thành Trung cũng sẽ dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cả nhà mình vào cái video sau của Thành Trung nha cả nhà.